Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Giao thông. Những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Hành trình kẻ phê ma túy điều khiển xe tải chạy hơn 70 km gây tai nạn liên hoàn ở Cần Thơ. Chiều ngày 26 tháng 9, Công an Cần Thơ đang khẩn trương điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn thành phố. Theo đó, khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, Tống Hoàng Văn Tuấn, 31 tuổi, ngụ huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, sau khi sử dụng ma túy đã điều khiển xe tải mang biển số 84C04469 chạy với tốc độ cao trên quốc lộ 91, hướng từ quận Bình Thủy đi các quận Ô Môn, Thốt Nốt. Tuấn được cho là lái xe tải từ khu công nghiệp Trà Nóc thuộc phường Trà Nóc, quận Bình Thủy trên quốc lộ 91. Quá trình di chuyển này, Tuấn lái nhanh, lấn làn, người dân thấy bất thường đã báo ngay cho lực lượng công an truy đuổi. Khi đến trung tâm quận Ô Môn, phường Châu Văn Liêm, Tuấn đụng vào hai xe máy đang chạy cùng chiều, làm hai người bị thương. Vẫn trên quốc lộ 91, Tuấn tiếp tục chạy đến phường Long Hưng cùng quận Ô Môn và tiếp tục tông vào một người đi xe máy ngược chiều do một người đàn ông điều khiển và kéo lê xe này, đụng thêm một xe khác. Vụ va chạm này khiến một người đàn ông qua đời. Hành trình của Tuấn còn tiếp tục đến trung tâm quận Thốt Nốt, cách điểm khởi đầu hơn 35 km mới quay xe trở lại. Trên đường về, Tuấn lái xe còn gây ra nhiều vụ va chạm, làm hư hỏng một xe máy, ba ô tô tải và ba ô tô con, làm bị thương thêm nhiều người và thêm một người khác qua đời. Hành trình tung hoành trên quốc lộ 91 của Tuấn được nhiều người dân dùng điện thoại ghi hình lại. Khi về đến ngã ba gần cổng khu công nghiệp Trà Nóc, Tuấn tông vào một trụ đèn ở giữa giải phân cách kéo lê khoảng 20m, rồi tông vào một chiếc xe tải khác mới dừng lại. Anh Nguyễn Ngọc Thông, nhà chức khu công nghiệp Trà Nóc chứng kiến vụ việc cho biết, lúc đó khoảng hơn 13 giờ, anh nghe tiếng hô bắt tội phạm. Khi chạy ra thì xe đã dừng lại, cửa xe tải đã vỡ. Tôi cùng mấy người nữa lao vào nắm tay tài xế cho đến lúc nghe tiếng súng nổ của công an rồi tài xế bị lôi ra, anh Thông kể. Công an Cần Thơ cho biết Tuấn dương tính với ma túy. Giám đốc công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các quận khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Quá trình trên, Tuấn gây ra 6 vụ va chạm giao thông, làm 2 người không qua khỏi, 6 người bị thương, có 7 ô tô, 3 ô tô tải và 4 ô tô con và 6 xe máy, ước tính thiệt hại khoảng 535 triệu đồng. Xe máy va chạm ô tô tải, cán bộ biên phòng không qua khỏi. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ 15 phút ngày 26 tháng 9, một người đàn ông đi xe máy mang biển kiểm soát 73P1446XX lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, nhánh Đông, theo hướng Hưng Trạch, Phong Nha. Khi đến km 957+300, địa phận thôn Cổ Giang 2, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch thì xảy ra va chạm với xe ô tô tải mang biển kiểm soát 73C0994XX chưa rõ danh tính tài xế, chạy chiều ngược lại. Vụ tai nạn đã khiến người điều khiển mô tô không qua khỏi tại chỗ, hai xe bị hư hỏng nặng. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phong tỏa khám nghiệm, đồng thời điều tiết giao thông. Ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hưng Trạch, xác nhận thông tin trên và cho biết nạn nhân là anh Ngô Xuân Thờ, sinh năm 1988, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, hiện đang là bộ đội biên phòng Đắc Bơ, tỉnh Gia Lai. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Kẻ cướp xe tải gây tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 91, một người không qua khỏi. Khoảng 13 giờ 45 phút ngày 26 tháng 9, trên quốc lộ 91, đoạn qua địa bàn huyện Ô Môn, thành phố Cần Thơ, xảy ra vụ việc một thanh niên nghi sử dụng ma túy đã cướp xe tải chở hàng, điều khiển quá tốc độ theo hướng từ quận Ô Môn về quận Thốt Nốt. Trong quá trình điều khiển phương tiện, đối tượng này đã tông ít nhất một người đi đường không qua khỏi. Nghi can cướp xe bước đầu được xác định là Tống Văn Hoàng Tuấn, 31 tuổi. Khi phát hiện vụ việc, người dân đã báo nhanh cho cơ quan chức năng địa phương. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp cùng cơ quan chức năng và người dân tổ chức rượt đuổi. Chiếc xe tải bị cướp liên tục chạy tốc độ cao, lấn hết làn đường, tông gãy nhiều cột đèn và va vào các xe tải khác. Vụ việc khiến nhiều người đi đường hoảng loạn, chiếc xe tải chỉ dừng lại khi đụng vào một xe tải khác. Tài xế bị vây bắt khi đang cố thủ trên xe. Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ. Vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung, tài xế ô tô đổi lái vẫn không thoát. Khoảng 15 giờ 15 phút ngày 26 tháng 9, tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự, công an thành phố Móng Cái đang làm nhiệm vụ đo nồng độ cồn tại km 7+000 trên tỉnh lộ 335 từ trung tâm thành phố Móng Cái ra phường Trà Cổ thì phát hiện xe ô tô con mang biển số 14A156XX đỗ lại bên đường có biểu hiện nghi vấn. Cụ thể, tổ công tác cảnh sát giao thông đã phát hiện khi đến đoạn đường cách chốt kiểm tra vài trăm mét, chiếc xe ô tô con mang biển số 14A156XX dừng lại và tài xế lái chiếc xe này đã xuống xe lên một chiếc xe khác. Ngay lập tức, tổ công tác đã dùng xe chuyên dụng để đuổi theo chiếc xe kia và yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của cả người đang lái xe và tài xế ô tô con mang biển số 14A156X vừa lên xe này. Kết quả, qua kiểm tra, tài xế ô tô con mang biển số 14A156X đã vi phạm nồng độ cồn mức 0,493mg trên 1 lít khí thở. Tài xế này được xác định là anh Tô Văn Thờ, trú tại phường Ca Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Với lỗi vi phạm này, tài xế Tô Văn Thờ bị phạt 35 triệu đồng
tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ ô tô đến ngày 9 tháng 10. Ngay sau khi nghe thông báo mức phạt, tài xế Tô Văn Thờ dù vẫn trong tình trạng say ngất ngư nhưng đành phải ký vào biên bản vi phạm. Trao đổi với phóng viên báo Giao thông, Thiếu tá Nguyễn Văn Tâm, tổ trưởng tổ công tác của đội cảnh sát giao thông trật tự, công an thành phố Móng Cái cho biết, thời gian qua do quyết liệt kiểm tra, xử lý, các vi phạm nồng độ cồn đã giảm hẳn. Trường hợp tài xế đổi lái khi thấy chốt kiểm tra của cảnh sát giao thông nhưng vẫn bị xử lý vi phạm nồng độ cồn cũng là trường hợp vi phạm hy hữu, đơn vị phát hiện và xử lý được. Va chạm với hai xe lúc sang đường, cụ ông đi bộ không qua khỏi. Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 26 tháng 9, tại khu vực trước cửa số nhà 210, phố Hào Nam, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người không qua khỏi. Nạn nhân là cụ TVD, 91 tuổi, trú quận Ba Đình, Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, cụ D đi bộ từ ngõ 167, phố Hào Nam để sang đường. Khi gần sang đến nơi thì cụ D bị chiếc xe đạp điện đâm trúng làm cụ ông ngã ra đường. Đúng lúc này, một xe khách đi tới không kịp xử lý, cán tiếp vào cụ D khiến nạn nhân qua đời tại chỗ. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, điều tra nguyên nhân và giải quyết vụ việc. Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Cát Linh cho biết, ngay sau khi gây tai nạn, người đi xe máy điện bị người dân, lực lượng chức năng giữ lại. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng quận Đống Đa điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Lĩnh án tử hình vì sách thuê hơn 2kg ma túy từ thành phố Hồ Chí Minh về Đồng Nai. Ngày 26 tháng 9, Tòa Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã đưa vụ án hình sự ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vòng Nhật Phú, 38 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai, Phú là đối tượng thường xuyên sử dụng trái phép ma túy đá. Trong thời gian này, Phú có quen biết Thưởng, chưa rõ nhân thân lai lịch. Ngày 19 tháng 12 năm 2023, Thưởng thuê Phú điều khiển xe máy mang biển số 60F4-39005, đi đến trụ điện đầu hẻm 199 thuộc đường 3 tháng 2, phường 11, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh để vận chuyển một túi ni lông, trong đó có chứa ma túy loại heroin và ma túy đá rồi mang về thành phố Biên Hòa. Thế vậy, Phú đồng ý và thỏa thuận tiền công vận chuyển là 12 triệu đồng rồi lên đường làm theo chỉ đạo của Thưởng. Sau khi lấy túi ma túy trên, Phú mang về Biên Hòa, thuê phòng tại khách sạn PH, phường Long Bình Tân, chờ Thưởng đến lấy. Khuya ngày 19 tháng 12 năm 2023, Công an tỉnh Đồng Nai đã ập vào phòng khách sạn, phát hiện bắt quả tang Phú khi đang cất giấu ma túy. Tổng số ma túy bị cáo Phú đã vận chuyển là hơn 2kg. Lái xe đầu kéo sau khi uống bia, người đàn ông bị phạt 36 triệu đồng. Ngày 26 tháng 9, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hoàng Giang đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với một công dân trú tỉnh Phú Yên vì vi phạm quy định tại Nghị định 100. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã phạt hành chính đối với ông HTH, 38 tuổi, trú huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, số tiền gần 36 triệu đồng, tước giấy phép lái xe đến ngày 1 tháng 6 năm 2025. Trước đó, tổ tuần tra kiểm soát của trạm cảnh sát giao thông Đức Phổ phát hiện ông H điều khiển xe đầu kéo mang biển kiểm soát 50H11089 kéo theo rơ móc mang biển kiểm soát 50R25836 lưu thông trên quốc lộ 1 qua địa bàn phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ chạy quá tốc độ từ 5 đến 10 km. Dừng phương tiện và kiểm tra giấy tờ xe, lực lượng chức năng nghi ngờ người này đã sử dụng rượu bia nên đã kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả, ông H có nồng độ cồn vượt mức cho phép là 0,413mg trên 1 lít khí thở. Với hành vi vi phạm này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định xử phạt lỗi chạy quá tốc độ cho phép, số tiền 900.000 đồng. Lỗi điều khiển phương tiện mà nồng độ cồn vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở với số tiền 35 triệu đồng. Đồng thời, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hạng FC đến ngày 1 tháng 6 năm 2025 và tạm giữ phương tiện để đảm bảo thi hành quyết định xử phạt. Trong quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ, người vi phạm phải nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt và có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định trên